Ok, hello các bạn, đã trở lại với channel của mình. Hôm nay Tùng bận đi open house một căn khác nên mình sẽ ngồi ở căn 936 này. Tuần trước Tùng ngồi thì đã một tuần trôi qua rồi, thì cái sự đi coi của nhiều người vẫn là good. Tuần trước mình có 3 người khách đi coi, thứ bảy open house thì có 4 gia đình và chủ nhật open house có khoảng 11 gia đình. Tuy nhiên là vẫn cứ chưa ai có offer cả. Thì đây là một cái thị trường tương đối ảm đạm mà theo mình nghĩ nó đã dần dần shift từ seller market qua buyer market. Không phải chỉ mình chỉ dùng một căn nhà này để nói mà mình có một căn khác ở 922 nữa. Thì nó nói chung là ảm đạm vì mình nghe rất là nhiều những cái team khác của những cái listing đó, thì họ cũng không có offer nào cả. Thì chuyện gì đã xảy ra? Thứ nhất là tiền lời lên quá cao các bạn. Hiện giờ thì tiền lời khoảng 7 chấm. Những người làm no docs, có nghĩa là không chứng minh income đó, những chị chủ cả tiệm nail, tiệm nóc đồ, chỉ khai thuế cũng hay nhiều khai đó, thì là 8 chấm, cỡ 7 chấm mấy, 8 chấm. Thì như thế cùng một cái sức mua đó, hồi tiền lời 3 chấm á, ví dụ như một căn nhà 1 triệu bạn đau 200 ngàn, bạn trả khoảng 3 ngàn mấy thôi. Còn bây giờ bạn đau 1 triệu bạn đau 200 ngàn mà tiền lời 7 8 chấm thì bạn trả gần 7 ngàn một tháng, 7 ngàn mấy, 8 ngàn một tháng. Nó rất khác biệt. Mà để một người trả được 7 ngàn mấy, 8 ngàn một tháng á, thì phải làm gấp đôi số tiền đó, tức là 15 16 ngàn một năm trước thuế, tức là một năm tương đương khoảng 200 cho tới 250 ngàn thì mới mua được căn nhà 1 triệu thôi nha các bạn. Nhưng mà cái chuyện mà giữa qualify được, như là bạn mượn được cái loan đó và sống được trên cái loan đó là khác nhau. Bởi vì một người làm 15 16 ngàn, nếu mà họ làm W2, tức là họ đi làm công ăn lương đó, thì họ đem về nhà có 10 ngàn à, mà trả tiền nhà hết 7 8 ngàn rồi, thì là một câu chuyện nó rất là khủng khiếp. Cho nên mọi người đang chờ đợi. Lý do thứ hai á, lý do ông đạo thứ hai là họ chờ bầu cử tổng thống. Thì hai người tổng thống là ai các bạn biết rồi, thì một trong hai ông lên, cái này không có khoa học chứng minh hay gì cả, thì nhiều người nói rằng một cái ông đó ông lên thì thị trường kinh tế sẽ tốt hơn, tiền lời sẽ xuống, thí dụ vậy, bất động sản sẽ có dễ thở hơn. Nhiều người nói như thế nên họ đợi coi giá nhà có lên không hay giá nhà có xuống không theo như thế nào đó. Và cái cuối cùng á là Fed nói trong năm sau sẽ giảm tiền lời 3 lần. Thì khi tiền lời giảm thì họ đợi. Nhưng mà mình nghĩ rằng đó nha, đối với người mua chưa chắc bây giờ là tệ hơn khi tiền lời giảm. Tại vì khi tiền lời giảm thì giá nhà lên, lúc nào nó cũng là cái payment đó. Giờ giả sử như 7 chấm mà rớt xuống 5 chấm rưỡi thì sao? Bạn nghĩ những căn nhà trên thị trường 1 triệu thì lúc đó 5 chấm rưỡi nó có lên triệu mốc không? Và cái giá nhà theo mình là không thể mua rẻ lại được, nhưng cái tiền lời thì có refinance được. Nói chung cái này nó không có phải là một cái đúng hết, mà mọi người phải cân đo đong đếm và tính, tin vào cái gut của mình, tin vào cái feeling của mình thì mới làm được cho một cách chính xác nhất. Thì đó là những cái gì đang diễn ra. Và cuối cùng là như chúng ta đã nói đi nói lại rất là nhiều lần rồi, thì ngày 17 tháng 8 này cái no settlement sẽ không disclose cái tiền commission của người buyer nữa. Nên mặc dù nó không ảnh hưởng tới người đi mua nhà, nhưng người mua đi nhà họ cũng không hiểu gì xảy ra, nên họ nghĩ rằng sẽ có những ảnh hưởng tới thị trường và họ cũng đang đợi. Đó là những cái yếu tố tại sao họ đợi. Thị trường này là thị trường waiting market, nghĩa là chờ đợi, thị trường chờ đợi. Chỉ những ai đang trong một cái mùa hè nóng bức như thế này, ở ngoài đang nhiệt độ lên trên 100 lẻ mấy độ F mà vẫn lết thân tới dealership hay là tới đi open house, chứng tỏ những người đó là những người có nhu cầu mua nhà, hoặc là những người trong neighbor thôi. Mấy ông neighbor thấy rảnh quá chạy qua coi thôi, chứ không có cái gì khác hết trơn á. Cho nên đó là này hơi ngoài lề xíu, mấy bạn đang đứng ngoài bãi nắng nóng bán xe đó, there's no jack today, không có mấy ông jack lên chạy lái xe vòng đâu. Today is commitment. Today là những người cần xe nha các bạn. Và xem tin, những người đi coi nhà hôm nay là những người rất là cần nhà. Thì đó là một cái gì mình nói. Ok, chắc các bạn đang tự hỏi là tại sao mình để góc máy sai vậy. Để góc máy sai vậy là chủ yếu là khoe nhà thôi. Đây là cái phòng khách của căn nhà 2016 Donnelly Street, San Jose, California, 95136. Nhà này 4 ngủ 3 tấm rưỡi, 2411 square feet. HOA 85 đồng, khá là low, trong khu Communication Hill, giá bán là 1.299.000. Ok, quảng cáo nhanh như thế thôi thì để trở lại. Rất may, vì khu cái Communication Hill, cái này mình không phải mình nói về sắc tộc, nhưng mà những cái nơi local các bạn phải hiểu về những cái nơi là cái nơi đó, ở đó có nhiều người nào ở. Thì trong cái khu Communication Hill này á, mình không có làm research nhưng mình thấy có nhiều người Ấn Độ, nhiều người Trung Đông nè, nhiều người Tàu nè, Việt Nam nữa. Thì có một cái culture mà một người bạn Ấn Độ của mình có dạy mình là người Ấn Độ khi họ đi mua nhà, họ không thích cái cửa nhà hướng về phía Nam.
Do đó khi những căn nhà nào của bạn, nếu mà bạn listen agent, bạn phải hiểu những cái câu chờ đó. Nó cũng giống như người Việt Nam mình thôi. Người Việt Nam mình không mua nhà đâm vô ngã ba. Người Việt Nam mình không mua cái cầu thang đi xuống cái cửa. Người Việt Nam mình không mua nhà cái cửa đi thẳng ra cửa trước ra cửa sau, vân vân. Thì người Ấn Độ họ không khe những cái chuyện mình vừa nói, đâm vô ngã ba gì này nọ, họ không hiểu, họ hỏi ủa tại sao vậy. Nhưng nghe bạn của mình người Ấn Độ nói là họ không thích cái nhà hướng về hướng nào. Thì hôm qua có một cái người listen agent của một căn trong Communication Hill này cũng gần đây, anh gọi là ê, tao là listen agent bên kia, tao chỉ muốn biết là cái nhà của mày có đông đúc hay không. Thì mình nói ở nhà tao cũng đông đúc vậy vậy đó. Thì họ nói là nhà của tao 20 mấy ngày chưa có ai coi, cũng chưa có phơ luôn. Và có một điều là từ hồi lúc mở ra giờ thì họ không có một cái người khách Ấn nào cả. Thật ra không phải ở đây mình nói vậy, mà tại vì ở Bay Area các bạn biết là thung lũng điện tử và là IT, thì những anh Ấn Độ IT rất là nhiều, và họ ở những khu tốt như thế này, và họ thích, đây là một trong những khu vực họ thích ở. Thì nếu mà cái chuyện đó là chuyện lạ đối với người listen agent, thì ảnh nói là mày coi lại cái nhà mày có phải hướng nam hay không. Thì hồi nãy mình đứng ngay cửa thì mình nói là hướng đông nam, southeast, hướng đông nam. Cho nên mình không biết là trong cái câu trời của họ là có cái gì dính tới hướng nam, ví dụ nam, tây nam, đông nam được không được, hay là phải đúng chính nam mới không được. Nhưng mà trong người học của mình thì hôm bữa giờ mình Open House cũng chưa thấy một anh khách Ấn nào, đa phần là người Tàu nè, người Trung Đông là nhiều. Thì cái đó là những cái mà một listen agent phải hiểu rõ những cái khu chờ để mình có những cái cách mà mình market cái căn nhà của mình một cách tốt nhất có thể. Mua nhà xong nhưng trong nhà không có gì, muốn sắm đồ thật đẹp nhưng không có mắt thẩm mỹ của một chuyên gia nội thất, tìm người thiết kế thì chi phí quá cao và không hợp ý, bạn luôn ước có một sản phẩm vừa rẻ bền đẹp và đáng tin cậy. Hãy giới thiệu Kla Custom Luxury Affordable Home, thương hiệu mang đến nhà đẹp mà rẻ, biến giấc mơ của bạn thành hiện thực. Chúng tôi cung cấp tất cả các mặt hàng nội thất cao cấp với giá bình dân. Bạn có thể tha hồ lựa chọn từ những mặt hàng nhỏ nhất cho đến toàn bộ một căn nhà được thiết kế tỉ mỉ, từng chi tiết góc cạnh theo ý của bạn mà có thể bạn chưa bao giờ dám nghĩ tới. Kla, thương hiệu thiết kế và thi công nội thất đáng tin cậy của người Việt tại Mỹ. Bạn muốn sửa nhà lại cho thật đẹp? Bạn muốn hợp thức hóa những phần xây dựng không có bờ bít? Bạn muốn phát triển nhà để tối ưu hóa nguồn tiền cho thuê? Bạn muốn hợp tác để flip nhà? Bạn muốn xây ADU hay SB9 chia đất? Nhưng bạn e ngại không biết rõ chi phí? Bạn sợ gặp thầu không đạo đức giật tiền bỏ chạy? Bạn không biết làm sao cho đúng luật lệ với City? Bạn muốn hợp flip nhà nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Đừng lo, đã có chúng tôi, Custom Home Investment. Với gần 20 năm kinh nghiệm trong nghề, chúng tôi cam kết sẽ mang đến một trải nghiệm hoàn toàn khác cho bạn. Không nhức đầu, không mệt mỏi, nhanh gọn lẹ, giá cả hợp lý và chất lượng cao. Rồi, thêm một cái điều nữa mình muốn nói ở đây, đó là hồi đó giờ mình có nghe phong phanh nhưng mà mình chưa có bao giờ trải nghiệm một cái câu chuyện như vậy cả. Là ngày xưa mình có lên thành phố Alameda, mình mua một căn nhà nó nằm trong cái khu HOA. Thì cái khu HOA này nó có một cái vụ thưa kiện, nhưng mà HOA không có bị thưa kiện mà là homeowner bị thưa kiện. Thì HOA mình có giải thích trong những cái video trước, đó là một cái khu, một cái tập tổ chức, một cái hội đoàn, một cái công ty. Nó gần năm nay nếu nói tiếng Việt có thể hiểu là quản lý đô thị, tức là khu đó có một cái tổ chức đó. Và họ muốn họ bạn theo những khuôn khổ trong tổ chức đó để không làm ảnh hưởng đến giá trị của tổ chức đó, của cái khu phố đó. Thì cái HOA ở đây á, nó mua bảo hiểm được các thứ, thì bạn té ngã hay gì thì lâu lâu có người tự nhiên đi ngang té ngã xu. Bạn tưởng là mấy đó là chuyện trong lý thuyết, như này là trong thực tế. Tức là cái HOA đó có 20 mấy căn nhà, thì có một trong những căn nhà đó vào một buổi sáng đẹp trời có một chị đi ngang qua tự nhiên té cái ầm, thì cái chị đó mới xu cái chủ nhà. Ok, thì lúc đó đó là cái người khách của mình cũng mượn loan, thì cái người khách của mình lo là cái vụ xu đó làm ảnh hưởng đến cái financial của bản thân mình. Thì cái này mình không biết đúng hay không nha, cái này các bạn đừng có hold mình accountable, cái này các bạn phải hỏi luật sư. Thì có những người nói với mình rằng là coi cái bảo hiểm của HOA bao nhiêu, thì bảo hiểm của HOA nó mới mua như 10 triệu, 5 triệu gì nhiều lắm. Thì mình gọi lên cho luật sư của HOA á, thì HOA nói rằng á là cái người này xu cả ba người luôn. Thứ nhất là xu HOA, thứ hai là xu thành phố Alameda, và thứ ba là xu chủ nhà. Thì trong trường hợp mà cái mức độ bền bù nó lớn tới mức độ mà nó over cái bảo hiểm của HOA, nó over cái bảo hiểm của chủ nhà bị xu, thì có thể bị liên đới đến những nhà khác nằm trong khu vực HOA đó. Cái này không biết đúng hay sai, nhưng cái người luật sư của HOA nói với mình nha. Giả sử giờ mình nói là bảo hiểm của HOA 5 triệu, bảo hiểm của chủ nhà đó là 300.000 liability, thí dụ vậy, total là 5.3 triệu, mà đền 5.4 triệu, thì cứ 100.000 đó có thể chia đều cho những căn nhà còn lại.
mình không dám chắc nha, nhưng mà theo cái luật sư giải thích của mình trên phone là có thể cái đó mình nghe lộn hay tầm bậy, nhưng mà họ nói như thế nên lúc đó mình cũng điều tra kỹ, mình cũng gọi hỏi tùm lum, nhưng mà thực sự cuối cùng là vẫn mua bình thường, là tại vì luật sư nói rằng là mấy cái vụ mà đi work and for, mấy cái vụ mà đi xong té ngã vậy khó thắng lắm, mà nhìn có thắng được chăng nữa thì cũng chỉ trả tiền viện phí thôi, vài ngàn thôi, cùng lắm bây giờ cho lên tới 10 ngàn đi, chứ cũng không có mấy triệu, mình đừng có lo. Thì cái vụ đó không có. Nhưng mà từ ngày mình list cái open house, mình list một cái căn nhà trong khu Communication Hill á, thì có nhiều agent họ gọi mình, họ nói rằng là cái HOA đây có bị thưa kiện hay không. Đó gọi là pending litigation. Tức là trong cái vụ HOA đó nó bị thưa cái gì mình không biết. Thì trong cái khu Communication Hill này hiện tại là, nếu như theo như mình biết là có 4 cái HOA hay là cái 3 HOA. HOA đây là một cái tập đoàn quản lý, một cái công ty quản lý cái khu phố đó nha các bạn. Trong một khu Communication Hill này, nhiều khi nó gọi là cái khu chung thôi, nhưng nhiều khi nó có nhiều builder, tức là nhiều nhà phát triển dự án. Ví dụ thành đó là KB. Thậm chí trong cái KB đi cùng một KB mà nhiều cái phase nhà khác nhau, thì nó cũng có thể có nhiều cái HOA khác nhau. Thì có lẽ như một trong 4 hay là 3 cái HOA ở đây đang bị su, đang bị pending litigation. Tại vì mấy agent gọi, ê cái nhà của mày có bị pending litigation không? Cách của tao mua làm loan không có được. Hôm bữa tao mua một căn nhà vô làm loan không có được. Thì cái đó là cái quan trọng các bạn. Cái này mình không có confirm ở trên đây là cái HOA này có hay không. Per seller, nghĩa là theo seller nói, họ đã gọi cho HOA của họ là Chianti at Tuscany Hill đang trả 85 đồng đó là không có pending litigation. Per seller nha bạn, seller nói, tại vì mình gọi cho HOA, nó nói chuyện với mình, nó nói là seller phải gọi, mình gọi cho seller, kêu seller gọi lên cho nó số DRD của mình là Department of Real Estate á, thì nó cũng không chịu luôn. Nó nói tất cả những chuyện quan trọng nội bộ đều nói seller, chứ không nói chuyện real estate agent. Thì per seller, tức là theo lời seller nói, là HOA của Chianti nói rằng cái HOA này không có bị litigation. Nhưng mà những cái HOA khác khi các bạn đi mua nhà cho thân chủ mình á, nếu bị pending litigation á, là coi chừng, tại chỉ mua cash thôi, chứ mua loan á, lender nó không cho ha. Lender nó sợ rủi ro, nó là do cái vụ nãy mình kể các bạn liên đới á. Thì đó là một thêm một cái kinh nghiệm nữa mà mình muốn thêm vào ở đây, cái HOA này. Thêm một cái nữa nè, đó là mấy anh chị khi mà nhờ cái listing list nhà đó, thì mình nghĩ là các anh chị nên tin tưởng vào cái expertise. Hải Oxy là cái sự chuyên gia của họ, cái sự giỏi của họ về một cái lĩnh vực nào đó. Tại vì như thế thì anh chị mới nhờ người ta chứ, đúng không? Mình đứng ở đây để cho thấy cái không gian ánh sáng tự nhiên rất là đẹp. Thì tại sao các bạn chị ta nhờ đến? Tại vì họ hiểu được cái thị trường, họ biết được căn nhà bán bao nhiêu tiền, họ biết tại sao quẹo trái là giá đó, quẹo phải là giá đó, họ biết cái căn nhà đó trường học như thế nào, họ biết tại sao người ta thích cái căn nhà này, vân 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 và vân vân. Nên khi cái listener trình tới, bạn làm một cái listener appointment, bạn phỏng vấn họ, có thể hỏi 1000 câu hỏi, ngoại trừ mấy cái chuyện căn bản như là list nhà, bỏ lên MLS, cắm bản, order inspection, staging nhà, chụp hình, open house. Thì bạn có chiến thuật gì? Thì á, thông thường những cái nơi mà chậm á, buyer market á, mình nghĩ là nó đang shifting qua buyer market nha. Những cái nơi như lần trước mình list cái căn ở Hayward á, là mình chơi chiến thuật list cao xong hạ xuống tạo cảm giác good deal. Nhưng mà ở San Jose mình ít có khi nào làm như thế lắm. Thậm chí mình nghĩ nếu mà có những seller nào dám chơi, gọi là dám chơi với mình á, mình không dám, nhưng mà thí dụ như dám chơi mình chơi under value 200 ngàn luôn. Tại vì á, không có cái buyer agent nào ở San Jose hay những thành phố lớn mà họ gà mờ hết các bạn. Trừ khi các bạn làm việc với những người mới ra trường thôi. Mà những người mới ra bằng, lộn, những người mới ra bằng họ cũng có những cái team leader chỉ của họ. Ví dụ bây giờ mình vô một cái khu mà cái cơm nó 1,5 triệu, mà cái thằng chủ nhà mất giật list 999 ngàn, các bạn. Không phải là các bạn không thấy những trường hợp như thế. Bạn có biết 1,1-1,2 triệu không? Nhưng mà có nhiều thằng nó biết 1,1-1,2 triệu luôn, nó hy vọng rằng không ai biết 1,5 triệu, hoặc là nó hy vọng rằng là thằng chủ nhà này nó bị khùng nên nó biết như thế. Nhưng thực sự cuối cùng có nhiều người biết 1,6-1,7 triệu luôn, tại vì người ta biết theo comps. Người ta biết theo comps chứ không ta biết tùm lum. Nhưng mà ngược lại, nếu anh chị list quá cao, ví dụ bây giờ khu nhà của chỉ có 1 triệu à, mà anh chị có mindset kiểu Việt Nam là tôi nhà và kêu bán 10 tỷ, cái anh chị vô trả 9,2 triệu, xong tôi lên 9,4 triệu bán dừa, thì nó không đúng. Cái mindset đó nó không có mindset ở Mỹ, có thể nó phản tác dụng. Và mình biết rằng nhiều listing agent và bản thân mình luôn, trong những căn nhà mình list á, mình không có được cái control, hay là không có được cái sự tin tưởng, cái trust. Control thì nó hơi quá đáng, nhưng không được cái trust thì sao, là nghĩa là họ không để cho mình làm thoải mái, và họ muốn là ok, tôi muốn anh tại vì có bằng thôi, và anh phải làm những cái điều tôi nói. Thì nói thiệt là nếu mà mình
có nhiều lúc như thế nếu không lún sâu quá mình có thể sẽ không làm luôn, tại vì như thế nó sẽ mất uy tín lắm. Ở cái thị trường này nó nhỏ lắm, nhiều agent nhỏ lắm, bạn list nhà ế nhiều quá, người ta không dám ít, không dám giờ bạn list. Nhưng mà ok, cái này mình nói cái trọng điểm chỗ này nè. Ví dụ nha, ở San Jose bây giờ á, có thể thị trường chậm lại rồi, nhưng mà nói từng trước hay từng trước hay ba tuần trước đi, thì cái người mua nhà hay là buy agent họ tự hiểu rằng một nhà sẽ phải bid lên từ 10% tới 15%, ai cũng hiểu nhau vậy hết trơn. Ví dụ nhà chính là mà list 950 là các bạn phải hiểu là bạn bid lên cỡ chừng 1.025.000, 1.050.000, thậm chí 1.75, đúng không, tùy nó hot hay không. À, nhưng mà nếu các bạn cùng một căn nhà đó nha, cái cùng một căn nhà đó nếu bạn muốn bán 1.000.000, bạn list về 929.000 hay là list 939.000 thôi, bạn list gì đó, tại họ Rincom rồi, họ biết nhiều khi nó còn hơn 1.000.000 nữa, tại vì những cái người đấu vô nhau á, agent nó sẽ nói em nghĩ cái này 1.000.000 nè, nhưng mà cái thằng agent thứ hai em nghĩ nhiều thằng nó sẽ biết 1.000.000 lắm, chỉ phải biết trên 1.000.000 lấy 10.000 đi. Nhiều thằng agent thứ ba em nghĩ có những thằng nó sẽ biết lên hơn 1.000.000 đó, em nghĩ 1025 đi, nhưng mà 1025 nó nhiều thằng nó biết 1025 lắm, chị lên con số lẻ lẻ đi, 1032 đi, thí dụ vậy. Và có nhiều thằng nó đẩy lên, thì khi bạn list cái kiểu đó nó giống như là hãy chọn giá đúng vậy, nó dựa vào khom và dựa vào sự thích căn nhà của người buyer. Nhưng ngược lại nếu cái chủ nhà đó list 1025 và hy vọng rằng có người bỏ 1025 thì coi chừng bị ế. Lý do là tại vì cái thằng 1025 nó không đi con nhà đó luôn và nó không bỏ offer đó luôn, vì nó biết rằng khi bỏ offer 1025 khả năng nó thua. Bởi vì những cái thằng mà bỏ đi coi nhà 1025 á, nó pre-approve, nó qualify cho 1-1, 1-2 lận. Nên cái thằng 1-0-5 nó chịu bỏ offer, thậm chí 1-0-3-5, 1-0-4-5, thậm chí cái thằng qualify 1-0-50 nó cũng không bỏ offer. Nó làm gì các bạn biết không? Nó đợi nhà ế. Nó sẽ đợi nhà 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng. Và khi cái day of market, tức là căn nhà đã lên thị trường hơn 3 tầng hay mấy ngày đó, mới là nó quay lại. Mà lúc đó bạn làm gì? Nó chạy xuống. Ê, giờ nhà mày ế đúng không? Sao bị gì? Có ai chết không? À không chết hả? Sao hư ống nước hả? Foundation crack hả? Ủa sao không bán được? Ồ, sao lời của mày hồi xưa expect cao quá mà gửi phơi vô không lấy hả? Kệ mày chứ, giờ 908 bán không? Nếu sao lời của bạn á, là có áp lực bán á, là sao bán? Tính đâm ra tính già quá non. Đâm ra tính già quá non. Và trên thực tế rất nhiều trường hợp bị như vậy các bạn. Rất nhiều trường hợp bị như vậy. Nên mình khuyên các anh chị sao lời á, là hãy list under market. Theo kinh nghiệm của mình ở những cái nơi sao là market như thế này, bởi vì bạn sẽ làm trùng bước những người buyer có pre-approve ngang ngửa với giá list của các bạn, và cái người buyer trình cũng sẽ chỉ nói với họ là đợi đi. Bây giờ thí dụ có người tìm đến mình đi, cho mình ê cái budget của chị là 1.050.000, mình sẽ tìm hai dạng nhà. Thứ nhất là list từ 900 đến 950 ngàn, thậm chí có thể gần lên 1.050.000, nhưng nó có những cái chi tiết gì đó mà mình nghĩ rằng căn nhà này sẽ không bít lên cao, mới lên market. Thứ hai là những căn nhà từ 1.050.000 tới 1.100.000 ở trên market trên 3 tầng. Do đó những cái thằng mà nó thấy ô mà nhà này thích quá, mình có 1.050.000 mà nó list 1.050.000 rồi Thắng ơi. Nhưng mà Thắng mình nghĩ này có chừng 1.350.000, 1.040.000 à, sao nó list cao dữ vậy? Thôi đừng list, nguyên đám không, thôi đừng có bid. Nguyên đám đều không bid. Đợi 3 tuần sau quay lại gọi. Mà chưa chắc 3 tuần sau á bạn vẫn còn để 1.025, 1.050. Bạn đã phải chớp giá xuống rồi để bring buyer in. Ví dụ giờ 1.050 bạn chớp xuống 999 đi. Bạn nghĩ nói ba nó mua 999 này nó mua 1.020.000, có khi nó trả xuống 970, 960 nữa. Do đó nhiều trường hợp thực chiến mình thấy rằng nếu ham list quá cao làm cho những buyer có cái giá pre-approve gần cái giá đó không mua sẽ dẫn đến sự ế. Và khi có sự ế xảy ra thì bạn sẽ bị trả giá và low ball. Đó là một kinh nghiệm nữa nha. Ok, hết giờ. Hai căn hai bên đều ế như nhau, không một người khách nào cả. Có thể lý giải là thị trường, cũng có thể lý giải là bữa nay chủ lại for người ta đi chơi long weekend các bạn. Long weekend là từ thứ tư, thứ năm, sáu, bảy, nhật luôn, chơi gì dữ không biết nữa. Chơi vậy kinh tế xuống luôn mấy anh chị ơi, đi chơi vừa vừa thôi, về sớm rồi. Nhà cửa nó bán quá trời, không chịu mua, tới hồi lúc nhà nó lên, xong mới mua không nổi. Về lẹ đi, thôi tạm biệt.